Thôi. Hả? Cái gì vậy? Ủa ai vậy? Tao nè. Ủa mày hả? Mày làm cái mặt gì vậy? Cái gì? Tao làm mặt con chuột. Cái này là mặt con điên thì có đó. Ôi mày, năm nay năm con chuột, tao phải làm mặt con chuột ra đường nó mới thu hút đàn ông. Tao thấy mày làm mặt nào đàn ông nó cũng bỏ chạy hết trơn á. Thiệt hả? Thiệt. Vậy giờ cách nào bây giờ mày làm cho tao thoát ế đi, tao lo quá à. Thì nè, bởi vì tao mới hẹn mày hôm nay đi tới nhà ông thầy. Ông rất là linh, cầu cái gì được cái đó. Trời ơi, tao biết hết rồi. Tao nghe tin mày hẹn vậy là tao chuẩn bị trái cây đầy đủ hết trơn luôn nè. Có nhang, có đèn nè. Thì có tao chán mày ghê á, tao nói rồi, ông thầy này cũng linh lắm. Mày cúng ba cái nhang này, sao mà linh. Trời ơi, vậy cái nhang này được không? Nhang này tạm tạm à, cũng không linh luôn. Cái nhang này được không? Trời đất ơi. Trời ơi, cái này mày đốt đuốc chứ mày đốt nhang cái gì? Mà mày nghĩ làm sao vậy? Bộ mày tính lấy chồng dài 3 mét hay sao vậy? Đó là ước mơ của tôi đó. Ước mơ của mày nhiêu đây? Vậy chắc ước mơ của tao phải nhiêu đây nè. Ở mày đừng có ảo tưởng quá đi mày. Ở đâu mà ông chồng cao 10 mét cho mày vậy? Có nước mà nói à. Thôi, đi với tôi nè. Ờ. Đi kiếm chồng liền nè, nôn quá hà. Đi. Chưa xong có chồng. Dạ thưa thầy, thầy Linh Thiên, thầy cho con xin một tấm chồng. Ước mơ của con sẽ thành sự thật. Làm vợ anh nhé. Dạ, em đồng ý. Trời ơi, thầy Linh Thiên quá, cảm ơn thầy. Hạnh phúc nhớ chuyển khoản thêm nhé. Dạ. Con chào thầy. Ừ. Con xin cho mình một tấm chồng đúng không? Dạ không, con muốn lấy vợ. Ờ, ước mơ của con sẽ trở thành sự thật. Ờ, chồng ơi. Má tao đợi mày bữa giờ. Vậy thôi. Dạ thưa thầy, cho con xin tấm chồng ạ. Ừ. Ơ, nhưng không phải là chồng bình thường. Vậy con muốn chồng như thế nào? Chồng xuyên không? Chồng xuyên không, ước mơ của con sẽ trở thành sự thật. Ta đã chờ nàng từ lâu lắm rồi, chúng ta xuyên không về thôi. Vô đó là mày xuyên tường. Vậy thì bây giờ tụi tôi sẽ đi ăn xiên que. Đói bắt được anh, đói bắt được anh. Cứ như là một cơn bão. Con chào thầy, thầy cho con một tấm vợ. Con suy nghĩ kỹ chưa? Con suy nghĩ kỹ rồi. Yêu nghiệt, hiện nguyên hình. Sao thầy biết hay vậy? Chị em với nhau sao qua mặt được ta? Thầy này, thầy ơi, con muốn một tấm chồng. Vậy thì chồng của con đây. Bà xã. Ông xã. Hai con muốn làm gì về nhà mà làm. Còn không khách sạn hướng này mà thẳng tiến. Em nghĩ khách sạn là tốt nhất. Ok bà xã. Đi. Tịnh tâm, tịnh tâm. Dạ thầy ơi. Trời ơi con. Ê ê ê. Đừng trời ơi trời ơi. Bình tĩnh. Không thầy. Đừng. Thầy là một người thiên tài, con muốn xá thầy cái thầy. Rồi. Ấy không, thôi, con xá một hồi chấn thương sọ não thầy. Dạ. Miễn lễ. Dạ. Thì thôi khỏi thầy ha. Ừ. Trời ơi. Nhang mà bả gác như kiếm vậy đó. Dạ, cây nhang to quá cũng làm gì cũng được đó thầy. Và thậm chí ngoài kiếm ra con có thể lấy con chèo thuyền được luôn đó thầy. Con linh hoạt quá. Dạ. Con bé này có tính sáng tạo ấy nhỉ. Thầy. Sao? Con nhìn thầy quen lắm luôn á. Thầy là một cái nhân vật rất là nổi tiếng. À, thầy có phải là cái gì mà bên bờ vũ trụ đúng không? Ê, bậy, thầy không có bên bờ vũ trụ. Chứ thầy bên bờ vũ gì? Thầy vũ đoàn. Hả? Sáng xe duyên, tối đi múa. Thầy vũ trưởng. À, gì hả thầy? Thầy ơi thầy, con ngưỡng mộ thầy quá luôn á thầy. À, con ơi, con ngưỡng mộ chứ con đừng có. Dạ, con hiểu rồi. Dạ, nặng quá mà. Thầy, nãy giờ con đứng ở ngoài á, con quan sát hết trơn luôn á. Con thấy thầy rất là thiên tài nha. Ai cầu gì là được cái đó à. Cầu vợ được vợ mà cầu chồng được chồng. Bây giờ con cũng muốn ước chồng thầy. Con gửi thầy cúng dường thầy nè. Con cúng nhiều? Dạ con cúng 5,000. 5,000 đô vậy là được. Dạ không có, 5,000 đồng. Bộ con tính lấy gửi xe hả? À, dạ vậy chứ mình cúng nhiều mình mới lấy chồng viên mãn. Phải là 5,000 đô. 5,000 đô
Trời rủi lấy nửa đường nó bỏ con mất hết tiền thầy. Thì thầy ói ra cho con. Thầy ói nhiều thầy? 5 đô. Trời ơi, có 5 đô à. Vậy bây giờ con có cúng hay là không? Dạ, thực sự là con có cúng mà con không mang tiền mặt ở đây. Thôi thầy cứ làm lễ cho con đi. Rồi xong cái con cho số điện thoại. Rồi cái thầy gọi cho con gửi tiền cho thầy. Số con bao nhiêu? Dạ, 090-113-113. Ngừng. Thôi, thầy cho con luôn, cho con hết. Ủa, sao thầy? Thầy làm gì? Thầy sợ số điện thoại con gì thầy? Cái số con nhạy cảm, thầy sợ. Ủa mà thầy có làm gì sai trái mà thầy sợ vậy thầy? À, không, tính thầy hay sợ vu vơ ấy. À, vậy hả thầy? Thầy dễ thương quá à. Rồi con cẩn thận. Thầy sao? Giờ là con sẽ chuyển tiền cho thầy. Rồi. Bây giờ con có một cái ước mơ nho nhỏ. Con muốn có chồng ngang hông quá thầy ơi. Rồi con muốn có chồng ngang hông thì. Dạ. Chồng ngang hông. Dạ, cảm ơn thầy. Trời ơi. Giờ ơi, mình đi về thôi. Giờ đây, chồng đâu rồi? Với mày nè. Hả? Ở đâu mà có một chồng ngang hông con vậy? Thì đó, con mới ước chồng ngang hông. Trời ơi, con này nhỏ xíu à. Ủa, thì con mới nói chồng ngang hông. Trời ơi, con nói chồng ngang hông không phải là cao ngang hông. Mà con nói là muốn liền á. Con thích đi về uống sữa kìa. Đi về bú sữa mẹ kìa. Tự nhiên đâu đi. Thầy, con muốn có vợ. Thầy gì? Con là cái đứa mà không bao giờ thầy bán được hết á. Trời ơi thầy, nó muốn có vợ thầy. Cái gì mà mặt phụ huynh mà thân thể thì sơ sinh vậy? Thầy ơi, thầy không hiểu ý con rồi. Ý con muốn là có một người chồng ngang hông. Có nghĩa là một cái người mà cao to, dạm dở, mập mạp đó thầy. Rồi, chồng cao to, dạm dở, mập mạp xuất hiện. Dạ, con ám thầy. Con ơi. Thầy ơi, dự ước là có liền. Một bờ vai vững chắc, một bàn tay mạnh mẽ. Một người đàn ông rất là chuẩn men của con đây rồi. Cái gì vậy? Gì vậy má? Gì vậy mẹ? Mẹ ước cái gì vậy? Trời ơi, tôi ước có chồng cao to, mập mạp mà sao tự nhiên bà xuất hiện vậy bà nội? Thì nè, cao to mập mạp là ước bảy bà nha. Tôi nói cho bà biết nha, tôi với bà là chị em. Bà ước tôi lấy tôi về á, và nẫm tôi hả? Mà nói cho bà biết nha, đầm của tôi mà bà không vừa đâu. Anh ơi, anh nhỏ con ơi. Chạy em với anh ơi. Trời, cái gì vậy trời? Thầy, thầy lại không hiểu ý con một lần nữa rồi. Ý con á, muốn ước có một người chồng cao to, có nghĩa là một người đàn ông có vầng trán cao, sáng ngời, ít tóc nhưng mà nhiều râu cũng được. Đặc biệt, cái tính cách là phải cực kỳ từ bi nhân ái. Con đang trả thầy á. Ông ấy, con lấy thầy nha. Dạ, thầy đừng có để con tạo nghiệp, thầy ơi. Con ơi nè, con ơi. Thầy ơi, không có gì phải buồn hết thầy. Cái mặt này của thầy mà đi chơi Halloween á, không ai chơi lại thầy luôn á thầy. Tao quyền rủa mày, mày sẽ ế suốt đời. Vậy, cái gì vậy? Chứ bà làm cái gì mà bà dọn đồ ăn xong bà nằm bà ngủ lần sao? Trời ơi, Tết nhất tôi dọn đồ ăn cho nhà tôi ăn mà không có ai coi nhà hết. Tôi ngồi đây tôi ngủ gục luôn không? Tôi ngủ gục mà tôi mơ một giấc mơ dễ sợ lắm. Tôi gặp một cái ông thầy hả, ông trù quến tôi ế suốt đời. Sợ quá tỉnh ngủ luôn. Gì ghê vậy? Ừ, tôi sợ quá, tôi tỉnh giấc luôn. Quá sợ. Ha? À, cái gì vậy? Gì vậy bà nội? Ở đâu có người ngồi thổi sáo giống như Bạch Cốt Tinh vậy? Điên hả Bạch Cốt Tinh vậy? Tôi Dương nhà kế bên rồi má. Trời ơi, bà Dương hả? Ủa, đi đâu mà hôm nay mặc đồ rần rần giống như đi diễn cải lương vậy? Trời đất ơi, khùng quá, thì ta nói đi quay đó. Quay cái gì? Quay cái MV gì Tết của con mẹ nào tên Thúy Nga đó, MV gì tên là Tết này không có ế gì đó đó. Rồi quay chưa? Chưa luôn, chờ bắt chờ từ sáng tới giờ rồi không cho quay. Không biết coi nào cắt dây không, không biết nữa. Trời ơi, tôi nghe cắt rồi đó. Trời ơi, đó bởi vậy ta nói bà Thúy Nga không có được tiếng nào. Nhưng mà bà yên tâm đi, tôi nghe đồn là bà Thúy Nga bà cũng rộng rãi lắm. Mình không có quay á, người ta cũng trả lương cho mình đó. Tôi nhớ câu này nha, có ghi lại đàng hoàng. Thôi, nói cho nghe nè, bây giờ đừng có buồn nữa. Bây giờ mở nhạc, hát bài, thay đổi không khí. Yeah. Ừ, đây, mở nhạc đi. Tôi thích hát lắm. Tết nhất phải hát cái gì cho vui bài này đi. Nha. 1, 2, 3. Thôi. Lạy trời khấn Phật bao năm Tết này linh ứng cho con tấm chồng. Để đời con bớt lông đông, mẹ cha nở mặt đi khoe xóm giềng. Ra duyên làm đám cưới liền, để lâu nó nguội thêm phiền thêm lo. Linh đình một bữa tiệc to, bà con lối xóm quậy tưng rần rần nè.
gì à? Ủa con làm gì là sáng sớm mình là nhậu nhẹt là hát hò là âm sùm vậy con? Dạ thứ ba, tại Tết nhất mà tụi con nhậu nhẹt rồi con hát hò cho vui. Sao mà mở nhạc hát hò rồi con còn mướn cái vũ đoàn minh họa hay chi vậy? Dạ này mấy đứa bạn con mà ba. Con này con nào là? Dương Tiên Nữ nhà cái bên á. À con Dương Tiên Nữ. À con Dương Tiên Nữ nhà cái bên mặt à. Nhà mà bán xiên que phải không? Đúng rồi, nhà bán xiên que. Ừ, sao nó nhìn xiên không vậy? Thì đó, nó xiên xiên là được. Thôi đi xiên xiên ở đây. Ủa mà mấy đứa qua đây làm gì? Ăn trực. Ăn trực mà tự hào dữ vậy mấy đứa. Đi về đi chứ ăn trực gì nữa, đi về. Trời ơi, đi từ đầu không nói để ta đi về ta ăn. Vậy vậy? Ta ăn hoài bệnh. Trời trời trời, kéo đi đâu vậy mấy bà nội? Kéo đâu vậy? Kéo đi về để khỏi phải trực. Ủa, tụi bay lấy lương thực của tao luôn hả? Dạ. Tao đó, tụi bay bây giờ. Trực trực. Vậy đó, ăn xong rồi nha. Phá phách con à. Con nữa, làm gì hát âm sầm vậy hả? Cha đó, tối ngày cứ đi nhậu nhẹt, tối ngày à. Chuyện của con kìa, qua tới năm này nữa mà còn không lo nữa. Ai nói không lo cho con, ba nhậu là ba lo cho con đó. Ba lo gì mà lo, ba nghĩ đi. Ba đẻ con ra, ba đặt cho con một cái tên là con thấy cuộc đời con tàn mạc, không bao giờ lấy được chồng rồi đó. Sao mà tàn mạc lấy được chồng? Thì đó, đặt tên con gái, mà đặt tên sắc phu rồi ai mà hốt. Ế luôn rồi. Con phải thông cảm, con gái phải lấy theo họ cha chứ. Cha họ gì? Xác nhân. Hả? Cái gì mà nhà mình mà sát hại người ta dữ vậy? Ừ, gia đình mình họ sát mà con. Ôi, ba nhậu hoài sao ba không nghĩ gì tới cho con vậy trơn vậy? Ai nói? Ba nhậu là ba lo cho con không đó. Ba lo gì cho con? Sao không lo nhờ nhậu ba mới có mày đó. Cái gì nhậu mà có con hả? Chứ sao nữa? À, sao con không hiểu à? Thì đúng không? Ba nhậu từ 24 tiếng đồng hồ luôn. Ba nhậu với chúng bạn đó. Ba nhậu đến khi mà có con ra đời luôn á. Ủa gì là con của chúng bạn hay là con của ba? Con... Tự nhiên con hỏi cái chạnh lòng. Ủa sao chạnh lòng? Sao chạnh không chạnh lòng? Không biết con là con phải là con ba không? Bởi vậy thì nhiều lúc con cũng nghi vấn dữ lắm. Nguyên cái xóm này á, ai người ta cũng nói á, con là con nuôi của ba đó. Để chuyện này con phải hỏi má cho ra nhẽ à. Đúng, vậy thì mày hãy hỏi má mày đi, kêu má mày ra nói chuyện. Má ơi! Cái má. Gì đó? Kêu cái gì đó trời đất ơi, đang bận làm sao bếp mà. Má! Cần thêm gì không? Trời đất ơi! Sao ba bạo hành với má vậy ba? Cái gì vậy? Tôi mới ra mà nhiên ban tái cái tôi vậy? Nói liền tôi biết. Đây có phải là con ruột của tôi không? Trời đất ơi! Nếu như bây giờ ông đã hỏi, thì tôi sẽ nói luôn. Tôi chỉ sợ sự thật nói ra ông và con sẽ bị sốc. Người biết sự thật chính là bà nội của con. Hả? Bà nội của con biết chuyện này hả? Trời ơi, má tôi. Bà nội ơi. Má ơi là má ra đây coi má ơi. Trời cái gì vậy? Bà nội. Đang may đồ may áo à. Mày làm gì? Trời cái gì vậy? Hả? Má phải nói cho tôi biết. Đây có phải là con ruột của tôi không? Mà nói đi. Má. Con dâu của má. Con nói sớm sự thật này rồi sao con? Má, cây kim trong bọc thế nào cũng lòi ra. Vậy thì má cho nó lòi ra luôn. Con ơi, con Phu, nó là con của con nhỏ này. Con mẹ mày. Nó ngoại tình với ai? Với thằng tư nhân. Con mẹ mày. Chết chứ đâu. Mà còn tư nhân là con của ai? Con bà Năm Ú. Trời ơi, con mẹ mày. Tao đánh cho mày chết luôn. Nhà nó ở đâu? Nhà nó ở đây nè. Trời đất ơi, ngó xuống. Con mẹ mày. Anh thôi đi. Ông tên gì? Tôi là tư nhân. Năm Ú là má của ông đó. Thôi đi. Ở đây nhà ông nè. Mà nó sao? Trời má. Má tôi nói. Má thằng đó là Năm Ú. Còn má tôi là Ú Năm mà. Cùng một thứ à. Bây giờ mày vẫn không tin đúng không? Không tin. Bà nội ơi. Bà nội bây giờ chỉ có cách xét nghiệm ADN thôi bà nội. Mày nín đi. Dạ. Để tao xét nghiệm cho mày coi. Dạ. Bây giờ mày không tin đúng không? Dạ. Bây giờ mày cầm cái cây kim này đi. Dạ. Kim này. Mày chích vào tay mày coi. Có bà, máu không? Máu à. Trời ba ơi. Còn mày. Dạ. Đội cái mũ này lên. Dạ con đội liền. Mày có máu. Dạ. Nó có mũ. Dạ. Hai đứa tụi bay là máu mũ. Dạ. Trời ơi. Con tôi. Dạ. Trời xin lỗi.
Cha xin lỗi tại vì con có cái mũ rồi cha mới nghĩ mới biết con là máu mũ. Ôi cha. Con tôi. Cha. Con tôi đâu? Cha. Con. Đi đâu đây? Cha con mình ở đây mà mình không hề biết luôn. Không hề biết. Gặp lại con nhớ cha. Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Con bà nội mày tao má mày mà con cái gì? Không ơi. Tin chưa? Tin. Tin rồi phải không? Trời đất ơi, nói qua nói lại làm như tôi đẻ ra cái nón này vậy. Ông khùng vừa thôi. Trời ơi, bà giết bé Hiểm rồi. Bé Hiểm nào? Bé mũ bảo Hiểm. Tưởng bé ớt Hiểm không đó. Con ơi, nhậu nhẹ ba tỉnh hồn lại đi sai. Ngày nào ba cũng rậu nhậu rồi đế riết ba say xỉn thôi, ba cứ tưởng tượng tầm bậy tầm bạ không à. Ba đó, ba ăn xong ba cũng rượu tối ngày à. Ba không có lo cái chuyện chồng con gì cho con hết á. Lẽ con ế hoài à. Bà nội. Gì con? Năm nay á, con đã 31 tuổi rồi mà chưa ai lấy. Tới bây giờ con vẫn còn nguyên đó bà nội. 31 tuổi rồi. Dạ. Mà chưa có ai muốn lấy con. Con là hàng chưa đập thùng luôn đó bà nội. Chưa ai đập luôn á. Vợ chồng của tụi bay tại sao tệ như vậy? Tại sao không lo cho cháu của tao? 31 tuổi rồi không ai đập thùng nó. Trả bù cho má. Ngày xưa nội sao? Năm 13 tuổi. Hả? Nội vẫn còn nguyên. Nhưng đó chỉ là 13 tuổi thôi. Lúc năm 16 tuổi. Hả? Má vẫn còn nguyên. 16 vẫn còn sớm lắm nha. Phải để cho muộn muộn xíu nữa. Thì đó, muộn, lấy chồng muộn mới đẻ ra nó đó. Năm mấy tuổi? 17 tuổi. Hả? Má muộn chỗ nào má? Thì đi chơi về muộn đó con. Mới đẻ ra con đó. Anh coi má anh kìa. Mày coi vợ mày kìa. Anh coi má anh mày kìa. Mày coi vợ mày kìa. Thôi! Mọi người coi cái nhà tôi kìa. Tới giờ này tôi chưa có lấy chồng được là vì cái nhà này đó. Tối ngày nhậu nhẹt không hả? Đây nè, con bình tĩnh, con gấp gáp gì? Bây giờ cái tình hình đó, nội là nội 17 tuổi, nội có chồng, có con rồi. Bây giờ con 31 tuổi mà con không có chồng, mà con gái hiện đại như vậy là không có được. Má con nè, vì lo lắng cho con, mà tóc bạc bây giờ nhìn giống như là bà nội, mà bà nội giống nhìn giống như là con của má con vậy đó. Mày nói gì lại càng khó hiểu hơn đó con. Dạ. Rồi rèn quá vậy con. Lo cho nó mà tóc con bạc đi nè, ra đường. Hai má con mà không biết ai má ai con á. Bởi vậy má la con mà cộng đồng mạng xúm vô la má không đó. Bởi vậy nói chung là lo cho con đúng không? Dạ, cho con. Ê, muốn lấy chồng quá rồi nè, con nôn quá luôn. Cái gì vậy? Coi rồi. Trời, ở đâu ra? Ở đâu ra ba? Cái gì vậy? Sự thật là. Sự thật gì? Suốt 10 năm qua tôi đã giấu một người. Ai vậy ba? Ai vậy? Chồng con hả ba? Người đó rất là ngoan. Vậy hả? Cao to đẹp trai. Trời đất. Trắng trẻo. Rất là hiền. Trời đâu ba, ở đâu vậy ba? Con không có biết đâu. Đúng lúc sáng á, sáng dậy một cái là ăn sáng xong đi trồng cây. Dạ. Trồng cây xong đi ngủ. Trời ơi, gì mà ngoan vậy? Tới chiều làm thợ mộc. Trời ơi, ngoan vậy là cực phẩm nha. Trời ơi, ba mà có biết xài điện thoại không? Không biết xài điện thoại gì cả. Trời ơi, hàng tinh chất luôn đó. Trời ơi, sáng trồng cây. Đúng. Là tốt nè, rồi tối rảnh làm thêm thợ mộc. Ủa là chặt cây đó hả? Trời vậy là giỏi quá. Đúng rồi, chưa kể, cái này còn giỏi hơn. Sao con? Ăn cơm nhà nước. Trời ơi. Nhà nước nuôi. Trời đất ơi. Là phải giỏi mới được điều đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Quá tốt. Ba, anh ở đâu vậy ba? Cho con gặp mặt đi ba. Chí Hòa. Mày điên hả mày? Ở Chí Hòa mà nghĩ sao gả cho cháu của nội chuột của má vậy? Nhưng mà nó có kỷ luật chứ bộ. Thôi không có được. Bác nhà nước nuôi mà không chịu. Con ơi. Dạ. Bỏ qua cái thằng đó đi. Dạ. Nội có một cái người này muốn giới thiệu cho con. Dạ. Nó đẹp trai lắm con. Phải không nội? Cao to. Cao to luôn hả nội? Đặc biệt. Bự lắm. Trời ơi nội, cái này bự là cái gì? Bự vậy? Cái nhà của nó bự. Má cái nhà bự mắc mới, má diễn tả cái tay gì mà. Cái cột nhà nó bự. Con mà lấy nó nha. Dạ. Là con đi lạc ở trong nhà nó, con đi về muộn. Chứ không phải là cái kiểu mà về muộn giống nội đâu nha. Dạ. Má anh kìa. Sao vậy? Anh coi má anh kìa. Coi vợ con kìa. Nhưng mà má, làm sao con có trai đi chứ con nôn quá luôn à. Con yên tâm đi, đã có người tới đây
coi mắt con. Trời, ai vậy má? Ở đâu hả? Má đuổi về rồi. Ủa, sao nó đuổi vậy? Ông để tôi nói chuyện. Dạ đất ơi, hồi qua nó tới mà không xỉn, ai nói chuyện với nó? Chồng con không nói chuyện được thì để cho má nói chuyện. Má xỉn trước ổng đó má. Sao ông để cho con gặp ảnh? Mày không xỉn mà mày xỉu. Ủa tại sao con xỉu vậy? Vừa nghe trai tới mày xỉu cái đồng ra rồi. Chết cha, con mê trai trầm trọng vậy sao? Yên tâm, yên tâm, má đứng ra lo liệu hết. Sẵn cái bàn nhậu đó, má mời nó vào nói chuyện. Sao nhậu qua, nhậu lại, nhậu tới, nhậu lui. Dạ. Nhậu hết mồi, nó đòi nhậu má luôn. Cái gì ghê vậy? Con bà mày. Tôi đâu có cho. Có cho không? Chưa có cho luôn á. Đúng rồi đó. Đòi đánh con hoài à. Con mà cho là con không phải là con dâu của má. Dạ con biết mà, phải là dâu Thảo Dân Hiền. Ờ, có số điện thoại của nó không? Trời anh ơi. Coi má anh kìa. Mày có vợ mày coi. Coi má anh kìa. Mày có vợ nữa kìa. Cả nhà coi lại kìa. Khi nào tôi mới lấy chồng? Cứ coi nhau hoài vậy. Má xin lỗi má. Mày à, dạ gia đình ơi, cho con hỏi là ở đây có phải là nhà của bà Năm Ú không? Đây Năm Ú đây. Dạ. Ai vậy? Dạ dạ con là cháu của ông Tư Dò, là bạn của bà Năm Ú. Đây nè, cái mối mà nội muốn giới thiệu cho con nè. Ủa vậy đây hả? Anh lại đây đi. Trời hai đứa sao giống nhau vậy trời. Không hẹn mà gặp luôn á. Ồ đúng rồi, nhìn hai đứa con hợp gì đâu á. Trời hai đứa ráp lại y chang là miếng khăn trải bàn vậy đó. Trời, anh ơi, mình đi vô mình trải giường mình nằm luôn đi. Ê ủa sao vậy? Gì gấp gáp dữ vậy mày? Thì nôn quá à, thấy ảnh hợp quá à, đi từ, vô. Từ từ đi, từ đi hỏi hang nó coi nhà cửa nó sao. Dạ. À. Má, tránh ra đi, qua cái ngồi đi. Anh ngồi đi anh. Bà ơi. Gì vậy? Qua cái luôn đi. Tao nội mày đó. Thấy trai tung tướng tung tướng à. Con không có nể đâu đó. Má gì? Má thấy con cháu trời thơ cái má tung tướng tướng vậy thì con cháu nó la rầy. Để con của con nó buồn sao? Đúng rồi đó. Ờ, bởi vậy má. Ba. Con phải nó thơm quá con. Ba đổi hệ hồi nào vậy? Đổi hệ nào mày nói ba gì sao ba đổi hệ trong khi nhà này ba bốn người đổi hệ. Ai? Ai biết ai đâu. Ba nội. Hả? Vì sao bà nội quen được anh này hay vậy? À, nó là cháu nội của bạn trai cũ của nội đó. Ừ. Lúc đó ba có biết không? Ngoài tình sao biết được con? Loạn luân. Cái gì vậy con? Má loạn luân. Ở đâu ra mà loạn luân? Má loạn luân với ông nội của nó kìa. Mày điên quá. Ông nội của nó là mối tình đầu của má. Còn ba của mày á là mối tình thứ 10, cấn cái mới đẻ ra mày luôn đó con. Tính ra mối quan hệ của má loạn xạ quá. À. Loạn xạ cái gì loạn xạ nè. Nội nói cho con nghe nha. Dạ. Giỏi giang lắm đó. Vậy hả nội? Xà lắm. Ở đâu vậy nội? Nè con biết nước Mỹ không? Dạ biết. Wow. Kế bên nước Mỹ. Mexico đúng không? Không không không, ở trên ôi nữa. Ơi. Canada đúng không? Nhà nói nhà bè. Dạ. Ôi sao kỳ vậy? Ô, má nói nhà bè má hỏi nước Mỹ làm chi? Má. Ủa má nhà bè là từ huyện lên thành bang nhà bè hả má? Thì... Thôi, nhà bè hay nhà gì miễn sao anh về nhà mình là được rồi. Vậy là vui rồi. À. Đời quá à, tụi mình cưới nhau đi anh. Ờ, anh thấy cái gì cũng phải từ từ. Mình phải hỏi ý kiến gia đình trước chứ em. Vậy hả? Dạ. Để em hỏi ý kiến gia đình em nha. Ừ. Gia đình của con ơi. Ủa? Ủa sao gia đình của em đi đâu hết rồi? Gia đình em vậy đó anh. Mỗi lần mà thấy em mà có trai đến là hả, né đi để cho em chinh phục đàn ông đó anh. Mình cưới nhau đi anh. Thôi em ơi, cái gì cũng phải tìm hiểu trước đã. Không cần tìm hiểu, 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 không cần tìm hiểu. Câu nói này của gia đình em đã thể hiện rồi đó anh. Mình cưới nhau đi anh. Cưới đi, 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 cưới đi. Bỏ anh, cưới liền đi anh, chứ không lỡ hả? Em đổi ý đó. Anh bây giờ cưới không? Bây giờ có cưới không? Bây giờ có cưới không? Bây giờ sao? Phân dân, phân dân đúng không? Dạ, bây giờ cưới không? Có cưới cháu tao không? Bây giờ có cưới không? Dạ, con cưới. Cảm ơn gia đình Thảo của con. Nhờ gia đình Thảo của con mở lời mời con để lấy được chồng. Cảm ơn gia đình. Cưới rồi kìa. Cháu tôi Tết năm nay có chồng rồi. Lại chờ gắn vật bao năm Tết này linh ứng cho con tấm chồng. Để đời con bớt lông đông mẹ cha nở mặt đi khoe xóm giềng. Ra duyên làm đám cưới liền để lâu nó nguội thêm phiền thêm lo. Linh đình một bữa tiệc to bà con lối xóm quậy tưng rần rần nè.
Năm nay ăn Tết cái tưng bừng, bài mâm ngũ quả cúng ông bà liền tai. Lại trời em vai tứ phương, Tết này em thác ế em đi lấy chồng. Bao năm Tết chẳng dám về nhà, sợ mẹ cha hỏi cuối năm chuyện chồng con. Mùng một em trốn núi trốn chui, mùng hai vô sở thú, mùng ba chơi một mình. Tết này em thác ế đón giao thừa đỡ quê, em mừng muốn te ghế khi có anh theo về. Anh hiền khô tư tế hút body miếng dê, mấy nhỏ em hỏi chế hút ảnh ở đâu gì. Khắp làng trên xóm dưới thấy trai đẹp thích mê, cha mẹ em thúc cưới em cũng luôn quá trời. Bay mằng màu năm tới có cháu ngoài ăn coi, tao chờ lâu quá đôi ra duyên cưới liền thôi. Lạy trời khấn Phật bao năm Tết nay linh ứng cho bà tấm chồng, để đời bà bớt lông đông mẹ cha nở mặt khoe khắp xóm giềng. Ra duyên làm đám cưới liền để lâu nó nguội thêm phiền thêm lo, linh đình một bữa thiệt to bà con lấy xóm quậy tưng rần rần nè. Năm nay ăn Tết cái tưng bừng, bày mâm ngũ quả cúng ông bà liền tai. Lại trời em vai tứ phương, Tết này em thác ế em đi lấy chồng. Bao năm Tết chẳng dám về nhà, sợ mẹ cha hỏi cuối năm chuyện chồng con. Mùng một em trốn núi trốn chui, mùng hai vô sở thú, mùng ba chơi một mình. Tết này em thác ế đón giao thừa đỡ quê, em mừng muốn te ghế khi có anh theo về. Anh hiền khô tư tế hút body miếng dê, mấy nhỏ em hỏi chế hút ảnh ở đâu gì. Khắp làng trên xóm dưới thấy trai đẹp thích mê, cha mẹ em thúc cưới em cũng luôn quá trời. Bay mằng màu năm tới có cháu ngoài ăn coi, tao chờ lâu quá đôi ra duyên cưới liền thôi. Tết này em thác ế đón giao thừa đỡ quê, em mừng muốn te ghế khi có anh theo về. Anh hiền khô tư tế good body miếng chê, mấy nhỏ em hỏi chế hốt ảnh ở đâu gì. Khắp làng trên xóm dưới thấy trai đẹp thích mê, cha mẹ em thúc cưới em cũng luôn quá trời hà. Bày mằng màu năm tới có cháu ngoại ăn coi, tao chờ lâu quá đôi ra duyên cưới liền đi con quỷ ơi. Trời ơi muốn hết ơi luôn rồi. Tết này em thắt ế thiệt rồi nha mấy chế. Lạy trời khấn Phật bao năm Tết này linh ứng cho con tấm chồng, để đời con bớt lông đông mẹ cha nở mặt đi khoe xóm giềng. Ra gi-